Có một lần đi công tác khoảng hơn một tuần mới về tới nhà, tới trường. Đang đi trên sân trường thì tự dưng cái cảm thấy có một cái vòng tay nhỏ ôm phía sau lưng. Mình quay trở lại thì mình thấy bé nó ngước nó nhìn mình, nó cười. Cái hỏi con có gì không, cần thầy gì không? Thì bé nói: "Trời ơi, thầy đi đâu lâu quá trời, con không gặp thầy, con nhớ thầy quá." Thì chính những cái tình cảm đơn giản như vậy đó, nó làm cho mình cảm thấy ấm áp lắm. Đó là kỷ niệm thầy Trần Thanh Nhân, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng nhớ nhất trong 20 năm theo nghề giáo. Qua gần ấy thời gian khóc cười cùng trẻ, thầy hiểu rằng dạy tiểu học điều quan trọng nhất là phải nắm được tâm lý các em, tạo sự gần gũi để truyền tải những kiến thức nền. Nếu không làm tốt, sẽ khó cho cả quá trình sau. Gieo vào lòng các em những bài học làm người đầu tiên, dạy các em biết yêu thương thông qua những việc tốt, việc tử tế hàng ngày là trách nhiệm của người thầy. Trong giáo dục thì không phải chỉ giáo dục về kiến thức thôi, mà quan trọng nhất là phải giáo dục cái đạo đức. Cái việc giáo dục đạo đức thì đòi hỏi người thầy phải là người có cái tâm là thứ nhất. Thứ hai là biết yêu thương trẻ và đặc biệt là phải làm gương. Dạy tiểu học đã khó, thì với giáo viên mầm non càng khó hơn bội phần. Năm 20 tuổi, cô Mai Trần Thu Ngân, giáo viên trường mầm non Hoa Mai, thị xã Long Mỹ, đến với nghề bằng một trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Khi còn là học sinh cấp 3, cô thường lén qua trường mầm non đối diện nhìn cô giáo dạy các em múa hát. Nhìn riết rồi thương, vậy là cô chọn nghề dạy học. Trong gần 20 năm đưa đò, có rất nhiều kỷ niệm không bao giờ quên. Nhưng với cô giáo Thu Ngân, dạy học chỉ bằng tấm lòng thôi chưa đủ, mà người giáo viên cần phải không ngừng nỗ lực, sáng tạo, tự học để vừa là người giữ lửa, vừa là người truyền lửa, đốt lên ngọn đuốc đam mê học tập trong mỗi học trò. Muốn là truyền cái lửa, cái lòng yêu nghề của mình cho đàn em tiếp bước mình, dù có khó khăn mình cũng phải phấn đấu, mình cũng phải tiếp tục vì sự nghiệp chồng người của mình. Đây là hai trong tổng số hơn 33 giáo viên vừa đạt danh hiệu nhà giáo ưu tú tỉnh Hậu Giang năm 2021, danh hiệu cao quý xứng đáng với những nỗ lực âm thầm trong suốt mấy mươi năm làm nghề. Những người đưa đò ấy bằng trái tim và lòng nhiệt huyết đã đưa bao thế hệ học trò sang bến bờ tri thức.